IVTV. Nếu thấy hay, bạn nhấn đăng ký kênh, like, share cho mọi người cùng xem nhé, bạn thân mến. Uống nước đá lạnh theo cách này, giảm ngay 0,5kg trên một ngày, 5kg trên một tuần. Ai cũng có thể áp dụng, con gái không biết, tiếc cả đời. Uống nước đá lạnh theo cách này, giảm ngay 0,5kg một ngày, 5kg một tuần. Nếu như mùa hè này bạn muốn giảm cân siêu cấp tốc, có thể xúng xính diện quần áo xinh tươi hay tự tin mặc những bộ bikini, thì hãy áp dụng ngay phương pháp này. Chỉ bằng cách uống nước đá lạnh, mỡ thừa trong cơ thể sẽ bị đốt cháy nhanh gọn mà không lo tác dụng phụ. Mà nhất là vào mùa hè nóng bức, thì việc uống nước đá mát lạnh vừa giúp giải khát tỏa nhiệt, đồng thời vẫn hoàn thành nhiệm vụ giảm cân, thì còn gì tuyệt vời hơn chứ? Trên thực tế thì nước đá có khả năng kích thích cơ thể đốt cháy calo, giúp điều hòa thân nhiệt ở mức bình thường. Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy, việc uống nước đá lạnh sẽ tiêu hao 430 kilocalo trong một tuần. Chính vì thế, bạn hãy tận dụng những ly nước đá mát lạnh để đốt cháy lượng mỡ thừa tích tụ trong cơ thể, lấy lại vóc dáng thon gọn. Không chỉ có vậy, khi uống nước đá mát lạnh còn thanh lọc cơ thể, hỗ trợ làn da tươi trẻ hồng hào hơn. Có thể thấy, nước đá là một bí quyết giảm mỡ bụng hiệu quả mà nhiều người nên tham khảo. Tuy nhiên, không nên lạm dụng nước đá để tránh ảnh hưởng tới răng lợi và sức khỏe cơ thể. Chính vì thế, bạn có thể thay thế bằng cách sử dụng những viên đá lạnh để chườm trực tiếp lên các vùng bụng, tăng quá trình tiêu hao năng lượng và giảm mỡ thừa. Mặt khác, chườm đá lạnh có giúp vùng da ở vùng bụng trở nên săn chắc, mịn màng, tránh tình trạng xồ xề, chảy nhão. Chuẩn bị đồ: đá viên, túi vải hoặc khăn bông mềm. Cách thực hiện như sau. Sau khi tắm sạch sẽ xong, bạn hãy lấy đá viên cho vào một chiếc túi hoặc khăn bông mềm, sau đó bọc kín lại. Chườm túi đá trực tiếp lên vùng bụng mỡ thừa, chườm nhẹ nhàng trong khoảng từ 15 đến 20 phút. Thực hiện liên tục trong vòng 1 tháng, bạn sẽ thấy số đo vòng eo được giảm đi đáng kể. Lưu ý nhỏ dành cho các bạn. Đối với cách này, bạn không nên thoa đá trực tiếp lên vùng bụng để tránh tình trạng bỏng nhẹ. Ngoài ra, nếu như thấy có cảm giác châm chích, tê cứng ở vùng chườm đá hoặc thấy vùng da bị đỏ tấy, phồng rộp thì cần phải dừng lại ngay. Đây là những dấu hiệu của việc bỏng nước đá. Chúc các bạn giảm cân thành công trong mùa hè oi bức này. 3 loại quả chua giúp bạn giảm cân siêu cấp tốc. Vóc dáng không mấy thon gọn khiến bạn mất tự tin khi diện những bộ váy ôm body hay những bộ bikini quyến rũ. Sau đây, cùng tìm hiểu 3 loại quả chua giúp bạn giảm cân siêu cấp tốc nhé. Cách giảm cân với cà chua. Trong một quả cà chua 200g chỉ chứa khoảng 30 calo, nhiều vitamin và rất nhiều nước. Mỗi bữa, bạn chỉ cần uống một ly nước ép cà chua kết hợp với thực đơn giảm cân, bao gồm đồ ăn nhạt và thực vật có nhiệt lượng thấp, thì chỉ trong vòng 10 ngày có thể giảm tối đa từ 4 đến 5 kg. Cách ăn để giảm béo. Trước khi ăn cơm, ăn một quả cà chua. Trong cà chua có chất xơ thực vật không được cơ thể tiêu hóa hấp thu, vừa giảm cơm và các đồ ăn có nhiệt lượng cao, ngăn ngừa cơ thể hấp thu chất béo nhiều trong thực phẩm. Vị của cà chua có thể kích thích dịch vị phân tiết, thúc đẩy tràng vị nhu động. Không thể ăn cà chua thay cho cơm, chỉ cần giảm từ 1/4 đến 1/2 lượng cơm bình thường là đủ. Đừng vì vội giảm béo mà ảnh hưởng đến dinh dưỡng và thể lực. Táo xanh giảm cân nhanh chóng. Chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ, đặc biệt là nhựa quả. Ngoài tác dụng ích khí, ích vị, kiện tỳ, ăn một quả táo tươi trước khi đi ngủ hoặc khi bụng đói vào buổi sáng thì vừa có thể nhuận tràng, vừa có thể giảm béo phì. Cách sử dụng để giảm béo. Dùng cháo táo xanh. Nguyên liệu: táo xanh 500g, gạo nếp 150g, muối,
gia vị vừa phải. Cách làm: táo rửa sạch cắt miếng, cùng thả vào nồi với gạo đã vo sạch. Sau khi chín thì cho gia vị vào là được. Giảm cân hiệu quả với quýt: quýt có thể ức chế tế bào tạo ra mỡ, chứa chất xơ có tác dụng giảm mỡ trong cơ thể và dễ mang lại cảm giác no, giúp giảm béo dễ dàng. Lá quýt, vỏ quýt, hạt quýt, ruột quýt đều là vị thuốc đông y rất tốt. Nó có tác dụng xơ gan, hành khí, hóa viêm, tiêu độc. Dùng lá quýt giã lấy nước uống hoặc đắp ngoài có thể trị sưng. Cách dùng để giảm béo: cho quýt vào chảo, đảo cho khô, không cho dầu, cho đến khi vỏ ngoài của quýt cháy hơi đen. Đợi quýt nguội thì bóc vỏ ăn ruột. Ăn xong quýt mới ăn cơm. Khi ăn thì ăn cả các sợi xơ màu trắng. Trên đây là 3 loại quả chua có tác dụng giảm cân vô cùng nhanh chóng. Hãy bổ sung ngay vào các loại quả này vào thực đơn hàng ngày để lấy lại vóc dáng thon gọn nhé. Ngoài ra, để đẩy nhanh quá trình giảm cân, bạn có thể kết hợp với việc dùng các loại thuốc giảm cân. 5 loại rau củ càng ăn càng giảm cân, hiệu quả hơn cả đi hút mỡ. Không cần luyện tập vất vả, thường xuyên bổ sung các loại rau củ này vào chế độ ăn hàng ngày sẽ giúp bạn có một thân hình hoàn hảo, mỡ thừa tự động biến mất. Thường xuyên ăn những loại rau củ này đảm bảo bạn sẽ có một thân hình hoàn hảo, mỡ thừa tự động biến mất. Cần tây: 100g cần tây chỉ chứa tới 16 calo. Chưa kể, cần tây là loại rau chứa lượng nước cao với 1/3 trọng lượng là chất xơ. Khi đi vào dạ dày, chất xơ chỉ khiến bạn cảm thấy no chứ không hề cung cấp calo. Do đó, cần tây rất có lợi cho việc giảm cân. Bắp cải: ngoài khả năng phòng chống ung thư và bệnh tim mạch, bắp cải cũng rất được ưa chuộng trong thực đơn giảm cân. Lượng calo trong bắp cải chưa tới con số 25. Điều này đồng nghĩa với việc bạn chỉ cần làm vài việc vặt như rửa bát và lau dọn sau khi ăn là đã đủ đốt hết năng lượng calo này. Măng tây: măng tây có giá trị dinh dưỡng cao với nhiều vitamin A, B, C tổng hợp, kali, phốt pho, kẽm, đặc biệt là axit folic trong măng tây có thể phòng ngừa bệnh tim. Thêm vào đó, măng tây chứa lượng calo rất thấp, chỉ khoảng 20 calo trên 100g, hỗ trợ giảm cân và giảm mỡ, tăng độ đàn hồi cho da. Dưa chuột: dưa chuột là lựa chọn hàng đầu cho các món salad giảm cân. Bạn có thể ăn dưa chuột no nê mà không lo kim trên cân nặng nhích lên chút nào. Lượng nước cao trong dưa chuột cũng sẽ giúp bạn cung cấp lại độ ẩm cần thiết cho cơ thể và làn da của mình. Củ dền: bạn có thể hấp, luộc hay nướng củ dền tùy thích. Kể cả khi bạn có ngâm chua khiến lượng calo trong củ dền tăng lên một chút thì nó cũng không vượt quá con số 50. Ngoài ra, củ dền chứa betalin, một chất chống oxy hóa, sẽ giúp làm chậm quá trình lão hóa của làn da. Ăn 2 quả cà chua sống mỗi ngày theo cách này: đầu tuần 50kg, đến cuối tuần chỉ còn 45kg, không biết tiếc cả đời. Giảm 5kg trong một tuần chỉ bằng cách ăn 2 quả cà chua mỗi ngày. Bạn đã thử chưa? Hiện nay, bạn không quá khó để tìm đến những cơ sở có thể giúp bạn lấy lại vóc dáng thon gọn như thời còn son rỗi. Nhưng không phải cơ sở nào cũng được cấp phép hay đủ những trang thiết bị cần thiết để tiến hành những thủ thuật khó trong quá trình giảm cân gây ra hậu quả đáng tiếc. Chính vì vậy, có rất nhiều chị em kiên trì áp dụng những biện pháp tự nhiên tại nhà để có thể dễ dàng lấy lại một vóc dáng như mơ mà không lo ảnh hưởng đến làn da và sức khỏe của mình. Dưới đây là một trong những cách hiệu quả được nhiều chị em chia sẻ nhất hiện nay. Chỉ bằng cách ăn 2 quả cà chua sống trong một tuần giúp giảm 5kg đơn giản. Cách 1. Ăn cà chua sống. Nguyên liệu cần có: 2 quả cà chua chín đỏ. Nếu sử dụng cà chua bi, hãy chuẩn bị 15 quả chia đều làm 2 bữa ăn trong ngày. 1 chậu nước muối pha loãng. Cách làm: cà chua mua về, rửa sạch dưới vòi nước lạnh, rồi đem ngâm trong chậu nước muối pha loãng trong vòng 3 phút, giúp làm sạch các loại hóa chất bảo vệ thực vật.
Sau khoảng thời gian ngâm, bạn vớt cà chua ra rửa sạch lại bằng nước thêm một lần nữa rồi đem đi luộc chín. Đến khi cà chua đã chín thì bóc vỏ, bỏ đi phần vỏ để thu được phần thịt chín bên trong và sử dụng. Cách sử dụng: chia hai quả cà chua này vào bữa sáng và bữa tối, nên ăn trước khi sử dụng bữa để đạt được hiệu quả giảm cân một cách hiệu quả nhất. Chú ý nho nhỏ: đối với cách giảm cân bằng ăn cà chua sống, bạn nên chọn quả chín đỏ vì nó sẽ chứa lượng lycopene nhiều gấp 3 lần các quả còn xanh. Chính điều này sẽ giúp bạn giảm nhanh được số cân nặng như ý. Nếu dùng cà chua bi, bạn chỉ cần rửa sạch bằng nước muối rồi ăn sống trực tiếp trước các bữa ăn là được. Cách 2. Nước ép cà chua. Nguyên liệu cần có: 500g cà chua chín đỏ, 4 thìa cà phê muối, máy xay sinh tố, dây lọc, đá lạnh, cốc và thìa. Sơ chế nguyên liệu: cà chua lựa những quả da cong, bóng mượt và có màu chín đỏ tự nhiên rồi đem đi rửa sạch và dùng dao cắt thành những miếng nhỏ. Cách làm: cho cà chua vào máy xay sinh tố, cầm 1/4 thìa cà phê muối rồi bật máy xay nhuyễn trong vòng 30 giây. Khi cà chua đã được xay nhuyễn thì lấy dây lọc bỏ đi phần bã để thu được phần nước ép vào cốc. Cho thêm vài viên đá lạnh rồi dùng thìa khuấy đều và thưởng thức. Cách sử dụng: uống đều cốc nước ép cà chua này trong ngày, cũng như nên uống trước bữa ăn. Chính lượng đường trong cà chua sẽ tạo cho bạn cảm giác nhanh no, no lâu và không đem lại cảm giác thèm ăn nữa, từ đó giúp bạn giảm cân hiệu quả. Chú ý nho nhỏ: ngoài hai cách giảm cân bằng cà chua trên, bạn cũng nên bổ sung cà chua vào thực đơn hàng ngày của mình như salad cà chua, canh cà chua nấu thịt, nhằm hỗ trợ việc giảm cân đạt kết quả như mong muốn trong một khoảng thời gian sớm nhất. Để cách giảm cân bằng cà chua phát huy tác dụng tốt nhất, bạn nên áp dụng cho mình một chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, tập luyện, sinh hoạt điều độ và hợp lý. Trong quá trình áp dụng phương pháp giảm cân bằng cà chua, bạn nên tránh các loại đồ ăn quá ngọt, quá nhiều dầu mỡ, các thức uống chứa nhiều cồn hay có ga, tránh thức khuya khiến cơ thể muốn nạp thêm năng lượng, gây tăng cân, béo phì. Chúc các bạn thành công! 6 loại sinh tố cứ uống là giảm cân. Rất nhiều nguyên liệu thiên nhiên được bổ sung vào sinh tố để giúp bạn tiêu hóa thức ăn nhanh hơn, bổ sung các chất chống tích mỡ tự nhiên và giúp tiêu trừ các vùng mỡ không mong muốn, vừa được ngon miệng, vừa giúp cung cấp năng lượng mà lại có thể thon dáng, đẹp da thì hẳn là ai cũng muốn phải không? Cùng giảm cân với 6 công thức sinh tố đề tốc đơn giản dưới đây nhé! Sinh tố trà xanh và việt quất. Bản thân trà xanh đã chứa rất nhiều chất hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa, thì kết hợp với việt quất thì lại càng hiệu quả. Trong công thức sinh tố này, bạn sẽ cần 2 gói trà túi lọc, ngâm trà trong 3/4 cốc nước nóng, đợi nước trà nguội thì sử dụng, 2 chén quả việt quất, 2 hộp sữa chua không béo, 3 viên nước đá, 2 thìa hạnh nhân, 2 thìa bột hạt lanh. Cho tất cả nguyên liệu vào trong máy xay sinh tố, xay đều trong vài giây. Đến khi có được độ nhuyễn mịn ưng ý thì đổ ra cốc để uống. Sinh tố chanh, cam, tác dụng làm đẹp, giảm eo, giảm cân, giảm cholesterol của các loại trái cây có múi thì chắc chắn ai cũng từng nghe tới. Trong cam có hàm lượng vitamin C và canxi rất cao nên nó sẽ trở thành nguyên liệu trong sản xuất các loại mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da. Cam có công dụng làm sạch, dưỡng trắng da, loại bỏ vết nám, làm săn chắc, giữ ẩm và chống lão hóa cho da, đồng thời tiêu diệt các chất béo không cần thiết trong cơ thể. Nguyên liệu: 1 ly sữa tách kem hoặc sữa đậu nành, 1 cốc sữa chua chanh, nếu không có thì lấy 1/4 quả chanh và dùng thêm một chút đường, 1 quả cam bóc vỏ, rửa sạch, thái lát thành các phần, 1 muỗng canh dầu hạt lanh, 1 ít đá ăn. Cách làm rất đơn giản, chỉ cần cho tất cả sữa chua, cam và nước đá vào máy xay. Xay trong 1 phút thì cho ra cốc và khuấy đều với dầu hạt lanh trước khi uống. Sinh tố dứa. Nguyên liệu: 1 ly sữa không béo, 4 miếng dứa, 1 muỗng canh dầu hạt lanh hữu cơ, 1 ít đá ăn. Cách làm: cho dứa và sữa vào máy xay sinh tố xay, cho thêm đá và xay trong vòng 1 phút thì cho ra cốc thủy tinh và trộn với thìa dầu hạt lanh đã chuẩn bị sẵn. Sinh tố dừa. Nước cốt dừa cũng là một chất chống tích mỡ tự nhiên. Công thức sinh tố này kết hợp nước cốt dừa và một vài nguyên liệu khác để giúp đem đến cho bạn một món đồ uống và ngon miệng, vừa giảm cân hiệu quả. Bạn sẽ cần 1 chén nước cốt dừa,
2 quả trứng, 1 thìa dầu dừa nguyên chất, 1 quả chuối, 1/4 chén dâu, 1 thìa mật ong nguyên chất. Cho tất cả nguyên liệu vào máy xay sinh tố để xay đến khi bạn có được hỗn hợp ưng ý. Sinh tố đậu nành và anh đào. Đây là một công thức sinh tố bí truyền giúp cơ thể tự đốt cháy mỡ thừa trong khi ngủ. Vì vậy bạn có thể uống cốc sinh tố này trước khi đi ngủ khoảng 60 phút. Nguyên liệu: 1 chén nước ép quả anh đào, càng chua càng tốt, 1/2 chén sữa đậu nành, 1/2 quả chuối, 1/4 thìa chiết xuất vanilla nguyên chất, 4-5 viên nước đá. Chỉ cần xay tất cả nguyên liệu trong máy xay và thưởng thức. Sinh tố xoài. Xoài cũng là loại trái cây mang hương vị nhiệt đới và có khả năng đốt cháy mỡ thừa hiệu quả. Bạn sẽ cần 1 chén xoài thái miếng, 3-4 viên nước đá, 1/2 chén sữa ít béo, 1/4 chén sữa chua không béo, 1 thìa mật ong. Cho tất cả nguyên liệu vào trong máy xay sinh tố và xay đến khi hỗn hợp thật mịn và đều. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thấy hay, hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên nhấn subscribe để nghe những hướng dẫn mới nhất từ channel giảm cân nhanh T2VTV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.